một video mới. Video này cũng là video rất thích, đó là về cách làm tóc và thắt tóc. Kiểu tóc hôm nay mà mình sẽ dạy cho các bạn rất ư là đơn giản, nhưng mà nhìn thì rất là xinh khi mà chụp hình này nọ. Và hôm nay thì tóc mình quăng, nhưng mà nếu mà bạn nào có tóc thẳng và làm kiểu tóc này thì mình nghĩ sẽ cũng rất là đẹp. Nhưng mà mình uống một tí xíu để cho nó có thêm cái phần gọi là sao ta, nhìn nó nói chung là xinh hơn một tí. Và nếu bạn nào chưa xem cái video mà chỉ cách uống tóc tự nhiên như thế này thì mình sẽ để trên cái chữ Y ở đây. Để làm kiểu tóc này thì rất đơn giản, mà chỉ cần những cọng thun trong này thôi. Nếu bạn mua được thun trong thì tốt, còn nếu tóc đen thì có thể xài thun đen, nhưng mà tóc lily thì màu vàng cho nên mình xài cái màu vàng trong này nè. Mình sẽ lấy tóc một ít ở đây và bạn có thể quấn lại như thế này, và lấy một phần tóc phía bên này cũng quấn lại giống như cái nãy mình làm đó. Thì là mình sẽ có được hai cái cọng tóc quấn lại như thế này. Mình sẽ dùng thun buộc lại. Tiếp theo thì bạn sẽ lấy một cọng tóc ngay phía dưới đó và cũng quấn lại như thế này. Và đó là đã xong kiểu tóc đầu tiên rồi. Kiểu tóc thứ hai thì cũng rất là giống với kiểu tóc này, nhưng mà thay vì mình quấn như thế thì mình sẽ thắt con rít và mình sẽ cột lại. Các bạn để ý, nếu mà mình thắt ngang như vậy thì khi bạn kéo nó sẽ không có bị một cái phồng phồng ngay đây. Bây giờ thì Lily sẽ thắt hai cọng phía dưới nữa. Bây giờ thì mình sẽ dùng hai cái cọng tóc này và mình sẽ kéo qua phía sau như thế này đây, và dùng thun buộc lại. Và tiếp theo thì mình sẽ dùng hai cọng tóc phía dưới và làm y chang như phía trên. Hy vọng là các bạn có thể áp dụng kiểu tóc này để đi chơi, đi học hoặc là đi làm đều rất là xinh, và có thể vén gọn cái tóc của mình ra khỏi cái mặt á, bởi vì là bây giờ là mùa hè nó sẽ rất là nóng. Và hy vọng là các bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn đã thích video này của mình thì nhớ thumbs up cho mình, và đừng quên subscribe cho channel của mình để không bị lỡ những video mà mình sẽ upload tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới nha. Bye bye. Chào các bạn, hôm nay Lily trở lại làm một cái video được rất là nhiều bạn request, đó là video về tóc blonde và hair care routine này nọ. Mình sẽ chia video này ra làm 3 phần. Phần đầu tiên là mình sẽ nói về anh hai đang làm gì trong nhà vậy? Anh đang
cho dày. Các bạn ơi, đây là thiên đường. Toàn là đồ boho không? Đây là tiệm Free People. Em vừa muốn đi đâu? Phải mua váy đã mới chụp được. Muốn đi đâu? Muốn đi outside. Hả? Muốn đi outside. Nhưng mà nó có nhiều khoan, nhưng mà có khoan đa